Rồi nhá, hôm nay mình sẽ làm clip về vấn đề máy lọc không khí. Clip về máy lọc không khí thì mình làm rất nhiều clip rồi. Nhưng mà hiện tại rất nhiều là câu hỏi khách hàng đặt được cho mình. Thì mình sẽ làm cái clip này để làm rõ cái vấn đề nguyên tắc bán hàng của mình. Thứ nhất là bên mình có 3 cái tiêu chí bán hàng. Cái thứ nhất là cái sản phẩm phải làm sản phẩm tốt nhất. Nghĩa là các bạn hiểu nhé, hàng đến bãi thì nó có rất nhiều chất lượng. Và cái chất lượng đấy thì nó phụ thuộc vào cái người bán, họ có thực sự có tâm, họ có đi nhặt máy, họ có test máy, họ có nói cho khách hàng cái vấn đề về chất lượng hay không. Cái thứ hai là về chất lượng, về cái chế độ bảo hành. Thì bên mình bảo hành theo cái thời gian quy định riêng bên mình, chứ không theo một bên nào khác. Cái thứ ba là vấn đề về hậu đại, ví dụ như là chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng. Thì bản thân bên mình thì sẽ có các cái chính sách và chế độ của riêng. Thì về giá thì mình sẽ, hiện tại bây giờ mình nói thật các bạn, mình đang bán sản phẩm và sản giá sẽ cao hơn là một số bên bán một vài trăm. Cái vấn đề giá mình sẽ nói ở phần cuối clip này nhé. Còn hôm nay mình sẽ nói về vấn đề về chất lượng sản phẩm. Thì bây giờ, hiện tại bây giờ thì có rất nhiều bên bán. Thực ra là cái đợt dịch vừa rồi và cái đợt đầu năm thì hàng không có, mình đã có đi nhặt hàng ở một số bên thì cũng rất là tình cờ thôi. Ngày xưa mình không giao lưu nhiều với các anh em ở Hà Nội đâu, tại vì Hà Nội thì đôi khi làm máy có rất nhiều người làm nên là chất lượng không được ok và chất lượng không đẹp, máy không đẹp nên mình không giao lưu nhiều lắm. Nhưng mà đợt vừa rồi thực sự là nó rất là cháy, thì mình đã đi tất cả các vùng, ví dụ như là Hà Đông, Đông Anh, Hoàng Mai, Đống Đa để đi nhặt máy, nghĩa là đi tìm cái máy ok rồi để bán. Nhưng mà thì khi mà đi tìm thì sau khi mà đi các cái bên để chọn hàng thì mình thấy nó, cái đặc điểm nó cũng tồn tại khá là lớn. Nên là vì sao bây giờ thị trường rất nhiều mức giá. Ở đây mình không phê bình hay mình không nói bên nào họ bán tốt, bên nào bán xấu, mà vấn đề bây giờ nó là chính là cái vấn đề mà chất lượng sản phẩm hay cái vấn đề giá. Thì cái giá của sự chênh lệch là vì thế. Ví dụ như bây giờ nhá, mình chạy xuống Hà Đông, mình ở Cầu Giấy, mình chạy xuống Hà Đông thì hiện tại bây giờ mình ở dưới Hà Đông thì thật với các bạn luôn, mình thì tính mình rất là kỹ tính, mình nhặt máy, mình cũng mua máy cũng như kiểu mình đi chọn máy để mình dùng vậy. Thế nên là khi mình chạy xuống Hà Đông thì có một số bên như là gai như chụp ảnh cho người cho mình, thì mình xuống những nơi mình người ta dùng app chụp rất là đẹp, nhưng mà xuống những nơi thật sự là gần 100 con máy thì mình chỉ chọn được khoảng 5-7 con máy. Và những đơn vị đấy thì họ nói bảo em ơi, hình thức kèm lắm, ok lắm, nên là họ mình xuống những nơi mình thật sự mình nhặt máy về mình bán mà mình thấy nó cũng không thể được. Cái chưa nói về đến máy bên trong mà nhìn hình thức nó xấu quá. Mình thật sự là bây giờ mình vẫn còn mấy con máy mà đợt đầu năm mà nó bí quá, mình phải nhặt một ít con, nó không được đẹp lắm mà mình cũng không thể mình bán ra chậm sản phẩm đấy. Còn chất lượng thì tất nhiên là mình đã phải test máy kỹ rồi mình mang về, nhưng mà nói chung hình thức xấu thì mình không thích bán lắm, tại vì bản chất là những con xấu thì nó có vấn đề là nó bị thải ra sớm và cái chất lượng nó không ok thì người ta mới bị nó hình thức nó mới xấu như thế. Đó. Tiếp theo là về cái chất lượng, ví dụ như bây giờ các có một bên như là mình sang bên Đông Anh chẳng hạn, mình đặt máy của ông anh đó thì ông anh đó mình có hỏi ông anh ấy thì làm rất là nhiều, làm tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, rất là nhiều thứ. Thì mình có đặt cái câu hỏi là mình nhập máy về thì anh ấy có nói là chú nhập máy về bây giờ bán hoang quá rồi còn gì nữa rồi này nọ. Thế mình mới bảo là ôi bọn em về còn nguồn, còn mà, còn cảm biến. Thế thì ông anh ấy bảo là chứ cảm biến thì em cảm biến gì, cảm biến như nào. Thế mình không hiểu là anh ấy có bán lẻ cho người dùng mà anh hỏi mình cái cảm biến, mình nói là đây cảm biến ẩm này nha, nó sai số như này, không thể lúc nào độ ẩm như thế này được. Thì anh ấy có nói là không, cái đấy em không quan trọng. Thì mình nói luôn các bạn là một cái máy các bạn mang về nhé, nếu như mà cảm biến nó không đạt ấy, thì cái vấn đề xử lý không khí của bạn, chất lượng không khí của bạn sẽ không ok. Tiếp theo là màng lọc.
Màng lọc thì có những người họ nói là ôi màng lọc cái quan trọng gì em, là quan lọc thì ok nó như thế này là được rồi, cần cần gì về thay này nọ. Mình quy tắc bên mình là người dùng cũng như mình dùng, bán cho người khác cũng như mình đang dùng, tất cả mình phải làm sao nó trọn vẹn để cho khi mà dùng một sản phẩm. Tôi nói với các bạn luôn nhé, sản phẩm ở đây ấy, máy không khí nó phục vụ trực tiếp đến chất lượng không khí của con người, và cái đấy nó cũng là đến sức khỏe của người. Nên các bạn đừng vì một vài trăm nghìn mà các bạn nghĩ đến là cái vấn đề rẻ hơn hay đắt hơn nhé. Có những người ví dụ như là cái màng than nó khá là bẩn rồi, thế mà khá là hôi rồi mà màng HEPA cũng không còn đẹp lắm, mà người ta vẫn cứ để người ta bán, và khách vẫn cứ thấy bê về. Mình không hiểu lắm tại vì có những bên họ bán cũng như tầm triệu rưỡi triệu tám, chắc chắn là những bên đấy họ không thể thay màng cho các bạn rồi, tại vì với cái giá thành như thế thì các bạn, mình chưa nói về cái máy chất lượng máy hay hình thức máy nào nhé, với những cái chất lượng như thế thì với cái máy như thế với giá như thế thì không thể có những cái đảm đảm bảo được. Bây giờ các bạn mình tính nhé, mua sản phẩm về nếu như mà nó hôi, thậm chí phòng các bạn còn hôi hơn và cảm giác khó chịu hơn khi trước khi dùng máy. Đây nha, mình nói một cái ví dụ, một cái anh ở 30 34 T ở Hoàng Đạo Thúy, anh ấy có mua một máy ở cái quận Đống Đa hoặc Mai đấy không rõ, nhưng mà anh ấy bảo là anh ấy mua bên đó, anh qua máy ba lan mà qua mình bảo là xem lại, bọn em xem lại đây, gọi cho bên kia thì họ giải thích nó không được thật thỏa đáng. Thế thì mình với anh băng băng qua mình thì cái màng than nó khá là hôi, tức là cái màng cả màng bọt nó khá là hôi. Thế thì dẫn đến vấn đề là mình không là mình mới giải thích cho anh là đây là màng than này nó hôi này, anh mang cho nó hôi phòng rồi, và anh ấy mình cho anh gửi tiếp cái màng than. Thì bây giờ khi các bạn mua sản phẩm về mà những cái vấn đề đó mà khách người bán hàng họ không nói, khách thì tất nhiên là cái tâm của người ta nó cũng không thực sự tốt hẳn, hoặc là người ta biết vấn đề đó nó hôi nhưng người ta không nói cho khách, không giải thích cho khách nhé các bạn nhé. Các đừng có vòng vo bỏ cái giá này cho nó các bạn đấy, có rất nhiều nhé. Còn mình bán ngày xưa mình, bây giờ mình ít đi rồi, ngày xưa mình thời đầu mình bán màng ấy, mình bán cho một cái đơn vị à, một cái anh ở chỗ đường Chùa Láng ấy, khổ lắm, nhà cũng không có điều kiện lắm đâu, mua máy về cái hai cái màn nó rất là bẩn rồi, nó cũng hơi là cũ mà nó rất là bẩn. Thì anh này mua cái máy là 1,5 triệu mà không biết nhặt ở đâu về mình không rõ. Thì máy thì nước ngoài mình chưa nói, nhưng mà nói về cái hai cái màn lọc đã, màn lọc HEPA và màn lọc than thì nó khá là hôi và bẩn. Thì khi mình mang màn đến mình thay, mình nói với người ta, mình nói luôn là anh mua cái này anh chữa bệnh rồi, tại vì khi một cái màn nó bẩn nó không còn giá trị nữa, thậm chí nó rất là hôi rồi mà người ta cứ dùng thì tự nhiên những cái vi khuẩn virus ở trong cái chính cái màng lọc đấy nó mang ra, nó thổi ra không khí, chính là cái gây vấn đề ô nhiễm không khí chứ không phải là làm sạch không khí nữa nhá. Thế thì bây giờ mọi người mình chốt lại vấn đề, bây giờ mình bán hàng mình sẽ không, mình sẽ đi nhận máy và mình sẽ làm máy theo cái nguyên tắc bên mình, mà mình không so kè giá với bên này, mình làm hàng đẹp hẳn và tốt hẳn thì mình không có sợ về về vấn đề giá hay là mình làm ai hiểu được chất lượng sản phẩm. Các bạn nếu bây giờ các bạn đặt lên bàn cân 500 và chênh lệch 3 500 và chất lượng máy đảm bảo các bạn, hoặc là bây giờ 3 500 nghìn bạn chọn một sản phẩm nó rất là chuẩn rồi, nó không có đáp ứng được, nó không có kiểm kê chất lượng các thứ, thì và một bên là ok bạn mang một cái máy bạn tạo dùng gần như không phải suy nghĩ gì cả đúng không ạ, mình đáp ứng mình đảm bảo các bạn, vấn đề là phần các bạn không phải suy nghĩ gì cả. Hôm cách đây 1 2 hôm mình có về quê và đi mua cho ông anh một cái máy giặt không hàng mới không hàng Nhật Bản. Thế thì ra một cái quán Nhật Bản à, quán ăn quán mới đấy, thì người ta nói là nếu mà anh chọn được một chiếc máy giặt nội địa Nhật mà nếu mà hàng Nhật Bản nếu mà ngon thì anh giặt ngon hàng mới, thì mình cũng phải công nhận như thế. Nhưng vấn đề anh ấy nói là vấn đề bây giờ là năm ăn năm thua. Thế thì mình cũng không nói gì cả, mình tao mình cười thôi, mình nói à ok, người ta nói thì cũng có cái ý của người ta, nghĩa là khi gì, nghĩa là khi các bạn chọn mua một sản phẩm Nhật Bản nhé thì cái tỷ lệ mà 50-50 rất là cao nếu như bạn mua cái bên mà nó họ chỉ bán theo cái kiểu là họ qua tay, họ về họ giảm bán hàng đi và họ không có bán nhiều, vậy không không quan tâm đến vấn đề chất lượng nữa.
mà họ chỉ gọi toàn bộ cái hàng về và tôi cần lại đi đấy. Với thì nếu như bạn chẳng may bạn gặp một con ngon thì ok, bạn dùng rất là thoải mái, mình không nói. Còn nếu bạn đã gặp một trục trặc thì các bạn dùng rất là mạnh. Mà nói thật với các bạn luôn là mình nói luôn là nó gây ra rất nhiều ức chế mua một sản phẩm này. Thế thì nếu như bây giờ nếu các bạn chọn những đơn vị 50-50 đấy thì mình khuyên các bạn nên ra một siêu thị làm một con máy mới nhé, làm một con máy mới. Như thế thì các bạn không sợ chất lượng nhé. Nhưng mà còn nếu các bạn đã chọn Nhật bãi thì các bạn phải chọn những đơn vị họ có các tiêu chí làm máy, chọn máy, test máy, thêm đó là chế độ bảo hành rồi màn lọc, chế độ support. Tôi nói với các bạn luôn nhé, bản thân như bên An Gia với tôi thì tôi nói với bạn luôn là khi mà có thắc mắc khách hàng, trừ trường hợp là ngoài giờ hành chính hoặc giờ đêm tôi không trả lời được, còn nếu trong giờ hành chính tôi sẽ trả lời các bạn, các tất cả những khách hàng mua sản phẩm của tôi trong vòng 30 phút, trừ từ lúc mà khách hàng chat qua Zalo. Tất cả khách hàng của tôi bây giờ tôi trao đổi qua Zalo hết nhé. Zalo rất là tiện, đúng như là add số vào này, có thể gọi điện hoặc là cô Zalo hoặc là gửi hình ảnh qua Zalo. Tất cả các support của tôi support qua Zalo hết nhé, thì rất là tiện luôn. Chỉ cần trong vòng khoảng 5-10 phút tôi sẽ trả lời các bạn. Mà tôi thật sự là như này này, quan điểm của tôi làm việc là tôi sẽ tìm hiểu tất cả các vấn đề triệt để về tất cả các lỗi của máy. Khi tôi đặt máy thì tôi đã test rồi, và tôi có một cái khó chịu nhất định là khi tôi làm máy mà khi mà có cái lỗi mà khách hàng, có thể là lỗi không phải lỗi của mình mà lỗi của, có thể là khi mà thay màng lọc nó có vấn đề này vấn đề nọ thì, hay vệ sinh có vấn đề này nọ thì cái khách hàng thắc mắc với mình khi mình đã giải đáp được thì rất là thoải mái. Nhưng cái vấn đề mình chưa nói được, mình chưa biết, mình chưa làm được, mình giải thích không được thích cho khách thì tôi rất khó chịu. Tôi nói các bạn này, tôi rất khó chịu. Tôi khó chịu là bởi vì mình không thể nói được khách biết được cái vấn đề này. Thời gian đầu ấy tôi làm việc ấy thì là tôi bị cái tâm lý như thế này, tại vì tôi không hiểu biết nhiều đâu. Cách đây khoảng 3-4 năm ấy, thật sự là mình mới đầu mình nhảy vào nghề mình làm, giờ đấy chỉ biết là nhặt máy về bán và qua tay thôi. Còn sau đó thì tôi cải tiến chất lượng dần thì tôi làm máy tốt hơn và giá nó cũng cao hơn so với bên khác, nhưng mà máy ok hơn, gần tôi không phải bảo hành. Các bạn hiểu là có một số trường hợp khách, có những khách như mình không tiện nói, tất nhiên là đây là bảo vệ dữ liệu khách hàng. Cũng như là có một anh ở viện bảo hàng Đông, anh lấy của mình đến hiện tại bây giờ là 25 cân máy đây, anh đến chỉ lấy Daikin 55-70 thôi. Hoặc là có những cái khách như ví dụ như là ở Phạm Hồng Thành, họ cũng lấy Daikin và Saab thì nó cũng rơi vào tầm được khoảng 15-16 cái. Còn khoảng 4-5 cái thì rất là phổ biến, lấy cho người nhà, anh em, cơ quan các thứ, thì nói chung là rất là mừng là họ đã ủng hộ mình. Nhưng mà chỗ đi chỗ lại là vấn đề ở đây của mình là mình làm chất lượng tốt và gần như là nó không có lỗi gì cả thì người ta sẽ ủng hộ mình rất là lâu dài. Thì quan điểm của chúng tôi là làm sản phẩm tốt. Tại vì khi các bạn, tôi bán hàng, tôi tiếp xúc rất nhiều khách hàng, ví dụ như là có những người ở nhà thì có con ốm này, hoặc là có những người lớn tuổi thì hô hấp kém này, đúng không ạ? Đó, rồi nhà thì có mùi này, mùi nọ này, nó rất nhiều vấn đề về chất lượng không khí ở trong nhà. Thế thì khi mà mang con máy về người ta đã giải quyết được gần như là 90% cái vấn đề đó thì ok, thì người ta sẽ quay lại ủng hộ mình. Thì bây giờ, ngày xưa ấy, cái thời đầu tiên mà tôi làm cách đây khoảng 2 năm, nghĩa là làm khoảng 4 năm thì tôi làm trong cách khoảng 2 năm. Tôi bán rất là chậm. Sau đó khi bán rất là chậm thì tôi mới định là hay là bảo với một số anh em trong công ty là hay là thôi, bỏ đi. Mình cũng làm theo hàng như các bên khác, cũng làm giá rẻ đi. Ăn lợi nhuận ít thôi, nghĩa là cái lợi nhuận ít thôi và mình không phải đi nhận hàng, mình test nữa, hàng nhập giá rẻ xuống thôi, để cứ bán số lượng thôi, quan trọng là bán được, còn cái vấn đề chất lượng quan tâm. Thế thì cũng định làm như thế thật, nhưng mà sau một thời gian thì rút lại là tôi không làm như thế, tại vì thực sự là khi mà mình làm nhé, mình gặp những cái khách hàng họ nói rất là ok về sản phẩm, mình hài lòng thì mình đã mang đến một sản phẩm tốt cho khách hàng và khách hàng đã ưng ý sản phẩm của mình rồi thì họ sẽ ủng hộ mình rất là lâu dài. Thế thì tôi sẽ từ xong cái thời gian đấy tự nhiên có một cái động lực như thế thì tôi lại gạt bỏ hoàn toàn cái ý định là làm cái sản phẩm như thế, và tôi quyết định vẫn sẽ theo cái con đường là làm sản phẩm tốt nhất có thể mang đến cho người dùng. Đấy là quan điểm của mình thôi. Hiện tại nữa thì một cái câu hỏi thắc mắc của khách hàng nữa là cái máy lọc khí hiện tại có một số cái máy mới
cái mã thì mình không tiện nói ở đây, tại vì cũng rất nhiều bên đang bán thì nó sẽ gây sự động chạm, nhưng mà nó rơi vào tầm, mình nói về giá tầm 4 triệu rưỡi, 4 triệu 2, 4 triệu rưỡi trong tùy từng bên. Thì cái sản phẩm đấy cũng người ta cũng bảo là nhập nội địa nhé, nhưng mà tôi nói luôn các bạn nhé, con đấy nó là hàng lậu. Tình cờ thôi, có một khách, không có hai ông khách, một khách ở Thụy Khuê, một khách ở chỗ đối diện bên Thủ Lệ là Kim Mã, có mang hai con máy đấy qua mình nhờ chuyển nguồn. Những ông khách đấy thì trước là lấy của mình và máy của mình, và bây giờ thì nó sẽ là đều được con, nó sở trùng lập là đều được con rẻ tặng. Con rẻ tặng thì bọn nó sẽ thay bên Nhật về, nhưng mà khi mà mình tháo ra nhé thì mình cũng bất ngờ. Ngày xưa mình cứ nghĩ là con máy rất là hoàn hảo và giá rất là tốt, mình đang định chuyển hướng rồi đấy, và mình đang khuyên một số khách là nếu như không thì lấy con máy đó. Nhưng mà khi mình tháo máy ra thì ok, tất cả máy móc linh kiện ở trong thấy ok, trừ trừ một vấn đề trong con máy thì bao giờ lúc máy sạc này bao giờ nó sẽ có một cái cảm biến bụng. Thế thì con máy mới đấy, gặp hộp đấy mang đến mình chuyển nguồn hộp, mình tháo tung rồi thì mình biết là à, nó có cái chỗ để cảm biến, mình lấy cảm biến bụng nhá, mình nhét vào chỗ đấy vừa khít luôn, không sai một ly một dặm nào. Nhưng mà khi mà tìm rắc thì không có một rắc, mình cứ tưởng nghĩ là người ta rút ra thôi, nhưng mà cuối cùng là tìm không thấy một cái rắc nào, nghĩa là đấy là phần khuyết, nghĩa là cái máy lọc khí đấy không có cảm biến bụi nha mọi người nhé, nghĩa là đập bụi vào là không có gì cả. À ok, thế thì mình mới rút ra là mình vẫn đi tìm hiểu thì những cái máy đấy là những cái máy lỗi và bên Nhật họ không dùng đâu, cái máy đấy không đạt tiêu chuẩn mà họ tải ra luôn, và cái bên đấy có số B rất nhập để bán sản phẩm đó. Thế thì về chất lượng thì nó vẫn ok thôi, nhưng mà đấy là tính năng khuyết, và đôi khi nếu mà thấy các bạn thế thì các bạn, mình nghĩ là bạn bạn không không nên mua sản phẩm như thế, vì nó không có giá trị nhiều lắm về vấn đề về cảm biến không khí, và xử lý nó sẽ kém rất nhiều. Một cái máy lọc không khí nhé, như tôi nói với các bạn, nhưng nó có các cảm biến, ví dụ như là cảm biến bụi, nhiệt độ hoặc là độ ẩm, và thêm một số cái tính năng nữa. Thế thì bằng lòng nữa. Thế thì bây giờ mất cái cảm biến bụi rồi thì tôi không hiểu là các bạn định mua cái lọc khí để xử lý cái vấn đề gì. Tất nhiên mà xử lý được thì nó sẽ không 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 thể tác động chất lượng không khí. Ví dụ như bây giờ cái máy đã xử lý 100% thì máy đấy chỉ xử lý 5% thôi, và các bạn bỏ mất tiền thì các bạn đang thấy là mình thiệt, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ đến cái vấn đề mà tôi nói ở cuối clip này, chính vấn đề về tiền, về giá trị của sản phẩm. Thì tôi bây giờ tôi nói với các bạn này, những cái bên họ bán giá bây giờ rất nhiều người bán này, có những người họ nhặt về họ bán, họ ví dụ như là một số mình cũng quen một số người họ bán nhặt máy về, họ bán họ qua tay thôi, bán văn phòng bán thêm thì làm đấy cũng rất nhiều, thì họ không thể cảm, mình không hiểu là sau này họ sẽ chắc bảo là các kiểu gì.